Xin chào các bạn. Ngày hôm nay shop hàng Nhật VIP sẽ làm một cái bài test về các cái màng lọc. Đây là màng lọc chính hãng của Daikin, còn rất là mới, đi theo máy của Daikin đây. Đấy, màng chính hãng của Daikin luôn. Đấy. Còn đây là một cái màng Trung Quốc. Thì bây giờ chúng tôi sẽ cho cái màng chính hãng Daikin vào trước. Mà chính hãng Daikin về trước để test cái việc mà đo test cái độ bụi mịn khi mà chúng ta lắp cái màng Trung Quốc và màng chính hãng xem nó như thế nào. Đấy. Vậy tôi sẽ bật máy lên, đang lắp cái màng chính hãng của Daikin, đi theo máy còn rất là mới. Đây là bộ đo nồng độ bụi mịn của Xiaomi, hiện nay đang là 48 này. Đấy. Tôi để cái cửa gió ra xem là đây, cửa gió ra chỗ này. Có nghĩa là máy lọc không khí Daikin thì nó sẽ hút gió ở hai cái cửa này. Hút gió hai cửa này, lọc qua cái màng lọc HEPA vừa rồi đấy. Đưa lên phía trên. Đấy, các bạn vừa xem mà đã là bốn mấy. Bây giờ chỉ số bụi mịn xuống còn có 7, 6 này, 5, 4 này. Đấy. Đây là màng lọc zin của Daikin nhá. Bụi mịn xuống còn có 4, ta tắt máy đi. Tắt máy. Đấy, máy đã được tắt rồi. Xem chỉ số bụi mịn có tăng lên không. Nếu như máy không lọc. Đấy. Máy không lọc. Bắt đầu tăng. Đấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tác dụng lọc bụi mịn nó sẽ như thế nào. Đấy. Khi máy tắt đi thì độ bụi bắt đầu tăng lên. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái màng lọc chính hãng của Daikin lọc bụi mịn rất là tốt. Theo các công bố của các tổ chức thì có nghĩa là bụi mịn từ 0 đến 50 là lý tưởng. Đấy. Khi không bật máy thì nó sẽ là rơi 37, 38. Chúng ta bật máy nha. Bật máy lên nha. Máy bắt đầu chạy này. Đấy, nó sẽ bắt đầu lọc. Đấy. Thì nó lại giảm ngay. Đấy. Không khí được lọc thì nó sẽ được giảm ngay. Đấy. Đây. Tôi sẽ thay cái tôi bỏ tạm ra đây, thay cái màng lọc chính hãng này bằng một cái màng lọc Trung Quốc. Đây, màng lọc Trung Quốc này các bạn này. Đấy. Màng lọc Trung Quốc, các bạn đợi một chút để xem. Đây là màng lọc Trung Quốc này. Màng lọc HEPA của Trung Quốc hay còn gọi là màng gia công. Shop chúng tôi bán ra màng hãng thì bảo màng hãng, mà màng Trung Quốc thì nói màng Trung Quốc. Đây, ta thay cái màng lọc chính hãng bằng cái màng lọc Trung Quốc. Đây. Khi lắp các bạn lưu ý này, mặt trắng quay ra ngoài, mặt xanh quay vào trong. Đấy. Vì màng Daikin nó hạn chế cái việc tái chế màng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lắp lại này. Khi lắp đối với các máy Daikin thì các bạn hãy lưu ý hai bên này có hai cái lẫy này. Lắp vào nó phải khít vào, không thì máy nó sẽ không chạy. Tôi lại bật lên. Đây, máy đo nồng độ bụi mịn 47. Đây, tôi lại đặt vào cái cửa gió ra này. Xem là với màng Trung Quốc thì nó sẽ lọc bụi mịn như thế nào. Cũng lọc được. À, chúng tôi đánh giá nếu mà về tác dụng lọc bụi mịn thì nó là 1:9, 1:10 thôi. Đấy. Đấy, ban nãy là màng chính hãng thì xuống, ôi rồi, màng Trung Quốc còn xuống được cả hai cơ các bạn ạ. Có vẻ có gì đó nó sai sai thì phải. Không ngờ là màng Trung Quốc có tác dụng cũng tốt như vậy. Đấy. Chỉ số còn có 0,01. Đấy. Thế nên là cái việc mà các bạn thay màng chính hãng, nếu mà có điều kiện thay màng chính hãng thì không nói làm gì. Còn không điều kiện mà sử dụng màng Trung Quốc thì các bạn cũng cứ yên tâm là cái bụi mịn nó cũng lọc được rất là tốt. Và tôi lại tắt đi. Đấy, xem chỉ số bụi mịn tăng lên là bao nhiêu. Tắt rồi, máy tắt rồi nhé. Đấy, các bạn hãy để ý đi. Đấy, lại tăng lên 2.
Đấy. Khi mà không khí hút vào mà không được lọc thì cái nồng độ bụi mịn sẽ tăng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lại bật máy lên. Đấy. Thế nên là các bạn hãy cứ yên tâm sử dụng. Nếu như không có điều kiện thì chúng ta có thể thay cái màng gia công màng Trung Quốc cũng được. Đấy. Nồng độ bụi mịn xuống còn 6, 5, 4, 3, 2. Úi, còn xuống còn 1. Đấy. Chứng tỏ là màng lọc Trung Quốc họ làm cũng tương đối là tốt đấy chứ đúng không các bạn? Đấy, bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết nhé. Qua Zalo, Viber. Xin cảm ơn.